Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, trong đó lớn nhất là hòn Cù Lao và các đảo nhỏ. Dân số trên đảo khoảng 3.000 người. Cù Lao Chàm đến nay vẫn giữ vẹn nguyên vẻ đẹp vốn có ban đầu, hoang sơ, mộc mạc và yên bình. Đặt chân đến đây, bạn sẽ cảm nhận được một thiên đường biển cả xanh ngát với không gian trong lành. Thời điểm lý tưởng nhất để ra Cù Lao Chàm là từ tháng 3 đến tháng 8 vì trời trong, biển lặng, ít mưa. Những tháng còn lại thường có bão, biển động, sóng lớn nên hầu hết các tàu du lịch không hoạt động. Cù Lao Chàm cách bờ biển Cửa Đại khoảng 18 km và cách thành phố Đà Nẵng khoảng 45 km. Có hai phương tiện ra đảo là cano và tàu gỗ. Tàu gỗ hiện vẫn còn chạy nhưng chỉ chở hàng và người dân địa phương, bởi thời gian di chuyển của tàu gỗ khoảng 1 giờ rưỡi đến 2 giờ đồng hồ. Do đó hầu hết du khách chọn đi cano với thời gian di chuyển khoảng 15 đến 20 phút. Chúng tôi đã đặt tour trọn gói trong ngày từ Vinasun Hội An Resort and Spa. Resort nằm cách cảng khoảng vài trăm mét nên việc đưa đón khá thuận tiện. Tour gồm phương tiện đưa đón, một bữa ăn trưa, phí tham quan và một vài hoạt động trải nghiệm với giá 750.000 đồng một người. Trên đảo du khách có thể đi bộ hoặc thuê xe máy có người chở đi vòng quanh đảo, giá khoảng 150.000 đồng một xe. Du khách đến Cù Lao Chàm chủ yếu tham quan trong ngày, nơi đây chưa có các khu lưu trú tiện nghi. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu ở lại qua đêm, du khách có thể thuê các homestay và nhà nghỉ bình dân, tập trung chủ yếu ở khu vực bãi làng và bãi hương. Giếng cổ Champa còn gọi là giếng Sóng Cấm nằm ngay khu dân cư Sóng Cấm. Giếng có tuổi đời khoảng 200 năm, không chỉ là nguồn nước ngọt cho dân mà còn gắn liền với những câu chuyện huyền bí được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Người dân Cù Lao Chàm truyền tai nhau rằng nước giếng không chỉ giải cơn khát mà còn có khả năng chữa say sóng hiệu nghiệm. Chỉ cần nấu nước giếng với một loại lá rừng đặc biệt của dân địa phương, người bị say sóng sẽ thấy dễ chịu. Bãi ông là địa điểm các đoàn khách tham quan Cù Lao Chàm trong ngày thường dừng chân nghỉ ngơi. Ở đây có một số nhà hàng và các dịch vụ tắm nước ngọt. Đây cũng là nơi xuất phát của trải nghiệm lặn ngắm san hô hay các trò chơi dưới nước. Nổi tiếng là một vùng biển còn nguyên vẹn hoang sơ vốn có, Cù Lao Chàm có rất nhiều rạn san hô xinh đẹp dưới lòng biển khơi. Bạn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của những rạn san hô này bằng dịch vụ lặn bình khí có sẵn, tự mình chinh phục bản thân và tận hưởng khung cảnh biển sâu cùng với nhân viên hỗ trợ trong vòng 30 phút với giá 800.000 đồng một người. Đến với Cù Lao Chàm, bạn đã đến với thiên đường hải sản tươi sống nhất nhì Việt Nam. Hải sản ở đây đặc biệt thơm ngon, mổ rẻ. Nơi đây hội tụ những hải sản mới lạ hiếm khi gặp được ở thành phố như ốc vú nàng, bào ngư, cầu gai, cua đá, vân vân. Đặc biệt là cua đá Cù Lao Chàm có màu tím, thường sống ở khe núi, đến mùa mưa di chuyển xuống sát bờ biển. Cua đá được phép đánh bắt từ tháng 3 đến tháng 6, sau đó là mùa sinh nở nên bị cấm. Chỉ có các thành viên của hợp tác xã cua đá Cù Lao Chàm mới được phép đánh bắt. Con lớn nhất có thể nặng đến 500 gram. Cua đá được sạch rửa nguyên con, cho kế biến theo cách hấp hoặc nướng. Cầu kỳ hơn có thể xào me hay rang muối. Thịt cua ngọt chắc thơm, mỗi ký cua giá khoảng 1 triệu đồng. Tôm hùm hay mực một đắng ở Cù Lao Chàm cũng là một trong những món ăn ngon. Thịt tôm hùm ở Cù Lao Chàm chắc ngọt, có rất nhiều cách chế biến như hấp bia, xào bơ tỏi, nướng. Mỗi cách chế biến làm cho một hương vị khác nhau. Tương tự, mực một đắng tại đây là một món ăn được rất nhiều du khách ưa chuộng và mang về làm quà.